Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Như chúng ta đã biết thì để kỷ niệm One Piece cho 1000 cháp, một cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích nhất với quy mô toàn cầu được Shueisha tổ chức một cách quy mô và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan One Piece trên toàn thế giới. Sau nhiều tháng bầu chọn, kết quả cuối cùng đã được công bố với nhiều bất ngờ thú vị và những cái tên khá xa lạ nhưng lại chiếm thứ hạng cao. Hôm ngày 5 tháng 5 đó là sinh nhật của Ruffy, đồng thời cũng là ngày công bố top 100 nhân vật được yêu thích nhất trên toàn cầu cũng đã đến. Bây giờ thì cùng chúng mình cập nhật những cái tên mới nhất trong danh sách này nhé. Các bạn sẽ rất bất ngờ khi người đàn bà hai mặt Big Mom, tứ hề của phần Wano chỉ xếp vị trí thứ 86, thua những cô gái trẻ đẹp khác trong One Piece rất nhiều. Qua đây chúng ta mới thấy được nhan sắc trong One Piece quan trọng như thế nào. Hầu hết các nhân vật trong top 10 này đều rất quen mặt với các độc giả hâm mộ và băng mũ rơm chiếm cả 4 vị trí dẫn đầu. Với sự ủng hộ của các độc giả tại quê hương Nhật Bản cùng khắp các khu vực trên toàn thế giới, kết quả của cuộc bình chọn nhân vật yêu thích nhất lần thứ 7 của One Piece chính thức có. Với 12 triệu điểm bình chọn và là lần đầu tiên các fan quốc tế cũng được tham gia song song với fan nội địa, thì đây là top 10 nhân vật. Thứ nhất, Monkey D. Luffy, 1.637.921 điểm bình chọn. Thứ hai, Rurouni Zoro, 1.445.034 điểm bình chọn. Thứ ba, Nami, 1.085.141 điểm bình chọn. Thứ tư, Sanji, 970.268 điểm bình chọn. Thứ năm, Travagalore, 646.686 điểm bình chọn. Thứ sáu, Nico Robin, 599.835 điểm bình chọn. Thứ bảy, Bo Hancock, 392.951 điểm bình chọn. Thứ tám, Carrot, 388.565 điểm bình chọn. Thứ chín, Bodgard The Ace, 355.503 điểm bình chọn. Thứ mười, Sabo, 318.689 điểm bình chọn. Zoro và Ruffy, ai sẽ giành vị trí top 1? Nhiều người cho rằng vị trí đó vẫn sẽ thuộc về Ruffy, do Ruffy ở Nhật Bản vẫn nổi hơn Zoro rất nhiều. Chưa kể fan Nhật Bản sẽ được tạo điều kiện để bầu qua thư, một phiếu qua thư được 10 điểm, cao hơn gấp 10 lần so với một phiếu online. Cách duy nhất để fan nước ngoài bầu chọn. Tuy nhiên, nếu nhìn vào biểu đồ phân tích thành phần điểm theo khu vực, chúng ta thấy rằng số điểm của Ruffy và Zoro ở Nhật thực chất là gần ngang ngửa. Yếu tố khác biệt chính là điểm ở châu Á, trừ Nhật. Ruffy có hơn 600.000 điểm do fan châu Á bầu, trong khi Zoro là chỉ khoảng 350.000. Ngoài ra thì đây là 10 nhân vật lọt top 100 khiến nhiều người bất ngờ. Thứ nhất, Carrot ở vị trí số 8. Top 10 của danh sách 100 nhân vật One Piece được yêu thích nhất trên toàn thế giới đều là những tên tuổi lớn, trong đó có 5 thành viên băng mũ rơm, sau đó là Law, Ace, Sabo, Hancock. Họ đều là những nhân vật mà sự nổi tiếng là điều không thể bàn cãi. Vậy mà vị trí số 8 lại bất ngờ gọi tên Carrot. Tuy Carrot thực sự là một đồng minh quý giá đối với Ruffy cho đến nay, nhưng vị trí của cô ấy vẫn vượt trội hơn rất nhiều cái tên, bao gồm cả Sabo xếp hạng thứ 10 và Ace xếp hạng thứ 9. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Thứ hai, Yamato vị trí thứ 11. Với ngoại hình ưa nhìn và có nhiều điểm độc đáo, Yamato nổi tiếng là điều đương nhiên. Tuy nhiên, nhân vật này mới chỉ xuất hiện chưa lâu và cho đến nay vẫn chưa được thể hiện nhiều. Thế mà con gái Kaido lại ghi tên mình ở vị trí số 11, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là vì Yamato còn chưa được ra mắt chính thức trong phiên bản anime. Thứ ba, Whopslap xếp hạng vị trí số 37. Trước đây trong danh sách top 100 nhân vật One Piece nhất nổi tiếng trên toàn thế giới tạm thời, vị trí của Whopslap cũng cao hơn rất nhiều so với dự kiến. Và bây giờ kết quả cuối cùng, Whopslap đứng ở vị trí thứ 37. Con số này vẫn cao hơn Tashigi, thứ 38, Reju 39, Bartolomeo 40 và những nhân vật khác nữa. Có vẻ như ngày thị trường này rất nổi tiếng. Thứ tư, Gaimon đứng thứ 60. Dù xuất hiện đã lâu nhưng Gaimon vẫn được khá nhiều người yêu thích. Trong danh sách top 100 nhân vật One Piece được yêu thích nhất trên toàn thế giới Trung Quốc, Gaimon đứng thứ 60. Con số này vẫn cao hơn Petro 61, Dragon 62 và thậm chí cả Kaido 65. Thứ năm, Rockstar xếp hạng thứ 66. Cho đến nay lần đầu tiên xuất hiện đáng nhớ nhất của Rockstar là lần đầu ra mắt, khi anh ta chuyển thông điệp của Shanks cho nhóm dâu trắng. Lúc đó trông anh ta có vẻ khá tự tin khi đối mặt với một trong những nhóm Yonko. Sau đó Rockstar thường chỉ xuất hiện mờ nhạt khi nhóm của Shanks được nhắc tới. Dù vậy, anh ta vẫn lọt vào hạng 66, cao hơn Hiruluk 67, Rebecca 68 và nhiều tên tuổi khác. Điều thú vị về Rockstar có lẽ là tiềm năng sức mạnh của nhân vật này, bởi ba người tặc của Shanks được cho là các thành viên sở hữu sức mạnh đồng đều. Thứ 6, Namu đứng thứ 71. Namu thực sự là một trong những chỉ huy của nhóm dâu trắng ít được chú ý hơn cả, chủ yếu là vì sau trận chiến ở Marineford, số phận anh ta vẫn chưa được biết đến, không giống như Izo và Marco. Nhưng Namu vẫn giành được hạng 71, nổi tiếng hơn cả Shinoping 72, Cavendish 73, Gekko Moria 74 và một số cái tên khác xuất hiện nhiều hơn anh ấy. Thứ 7, Gid đứng thứ 84. Gid này đã lâu không xuất hiện trong One Piece, lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy là ở phần Barathi, sau đó không rõ tin tức, thế mà Gid vẫn có thể lọt vào top 100. Trong khi đó, những tên tội phạm khác ở East Blue có thể lọt vào top 100 đều là những kẻ tích cực như Buggy 34, Hải quân như Smoker và Tashigi.
những người đầu tiên chiến đấu với băng mũ rơm ở Lục Thao. Thứ 8, Kang Fu Dugong ở vị trí 89. Có thể nói khi xuất hiện ở Alabasta, Kang Fu Dugong là một con vật trông rất hài hước. Tuy nhiên, chúng vẫn được yêu thích và được xếp thứ 89 trong danh sách. Con số này thậm chí còn cao hơn những nhân vật có vai trò quan trọng. Thứ 9, Charlotte Mondor ở vị trí 90. Charlotte Mondor thực sự là một trong những đứa con đáng tin cậy của Big Mom. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là vị trí của anh ấy trong danh sách top 100 nhân vật One Piece được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Vị trí thứ 90, Mondor vẫn cao hơn những đứa con khác của Big Mom. Những người có thể hiện trong trận chiến đảo bánh như Bero Spero 95, Cracker 99 và Smoothie 176. Thứ 10, chó Shushu đứng thứ 100. Chốt top 100 là chó Shushu. Chú chó trung thành này đã tạo được ấn tượng với các fan One Piece. Đáng nói sau này chú không có vai trò gì nữa vì nó chỉ là một chú chó bình thường và không tham gia vào các cuộc phiêu lưu. Thế mà nó vẫn cao hơn nhiều nhân vật trong truyện, chẳng hạn như Pekwan 126 và Shashaki 141. Ngoài ra thì trong một chương trình truyền hình Nhật Bản mới phát sóng bên Nhật, thì tổng biên tập phụ trách mảng truyền thông của tuần san Shonen Jump là Kohei Onishi có chia sẻ rằng vẫn phải cần 4-5 năm nữa thì mới đến được phần kết của One Piece. Và nếu quy ra truyện quyển thì cỡ 20-30 tập. Chú Kohei Onishi cũng là một cựu biên tập viên của bộ truyện One Piece, từng phụ trách với tác giả Eiichiro Oda trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2008. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của Shonen Action về One Piece. Các bạn có thích tin tức nào không? Thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhìn nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.